Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Clip này thì mình sẽ làm về khẩu RPK VIP 2 và được ép đạn bởi 5 khẩu RPK VIP. Và cái số lượng đạn mang lại trên băng đạn chính thì nó đủ cân tất và ăn cận đất xung quanh nhà mạng. Nó bá thôi rồi. Ok. Cái khẩu này thì đạn nó lại to, đạn lại nhiều như thế này nữa thì zombie sống thế đếch nào được nhở. Còn thêm cái nhân vật Venus nó lại tăng tốc độ di chuyển như này thì ui dồi ôi, cái gì vậy? Vâng, bạn tia chớp sẽ được tương ngay một mả đạn vào mồm. Tuyệt vời. Ra đây bạn ơi. Úi dồi ôi, cái gì vậy? Này thì lượn. Vâng, đối với cái khẩu RPK VIP 2 này ấy, thì cái việc mà lượn qua lượn lại nó không có tác dụng nhiều đâu. Nó bắn chặn cực kỳ là gắt, không bao giờ di chuyển được. Đấy, phải đứng lại ngay. Anh tơ này, úi dồi ôi, mình thấy bạn rồi. Bạn nấp trong đấy, bạn lấp ló các kiểu, bạn không thoát được khỏi con mắt của mình đâu. Thằng nào chơi mất dạy tương flash vậy. Úi dồi ôi, zombie đông quá. Vâng, cứ xả hết thôi. Đích, cần đạn. Đéo cần đạn. Đéo cần đạn, úi dồi ôi, tôi xong rồi. Làm gì mà căng vậy. Úi dồi ôi, hết hồn. Vâng, người ta chỉ nói chơi tí thôi mà, người ta cần đạn chứ. Làm sao không cần được. Ôi, cái bọn này nó tích ca hết hàng ấy nhở. Sấy nãy giờ không ăn được con nào. Vô lý. Chạy lên đây đi. Yếu ơi. Sao bọn kia nó thoát đi rồi ta. Nãy thấy đông đông zombie mà. Cạn lời. Thỏ hút cỏ vừa vào game. Tuyệt vời. Bạn này hút cỏ thì chắc là hay lắm đây. Ơ. What. Ơ hay chà. Cái éo gì vậy. Ơ. Vô lý. Đây các bạn thấy vô lý không ạ? Mắc hư cấu luôn, thế đấy nào thằng tơ nó lại đứng trước mặt mình. Đùng một cái nó biến ra sau lưng. Thằng này hết tóc biến rồi. Thật là VL. Thì đây, nấp ạ. Này thì nấp với chúng tôi. Ô cái thằng 3Z nó đã kịp vẫy vào thằng tia chớp rồi. Thật là vi diệu. Đây, sau lưng này, ui trời ơi. Cầm mà xả vào mặt chúng nó thôi. Đạn dùng để làm gì? Sấy mãi không hết thế này. Ok, mình phải sang trận khác đây. Trận lúc nãy thì ít zombie quá. Ngay trận đầu tiên 0/5 thì đã có vài con zombie thôi. Thì bắn cái gì? Không đủ để chúng ta sấy cái khẩu này hết đạn. À đâu. Đây bạn ơi, sau lưng. Nhìn đâu vậy? Không, bây giờ có nhìn ra mình đi chăng nữa thì nó cũng bất lực thôi. Cái khẩu này mà cứ dã đạn vào mồm thì làm sao mà di chuyển được. Úi dồi ôi, nhiều đạn thế. Vâng, bắn đến bao giờ cho hết đây. Chạy đi bạn ơi, nó bọc hai bên kia. Úi dồi ôi, tình nhiên đứng lại làm cái gì. Người ta đã phát động chạy đi rồi. Thấy mình cắm mặt chạy đi thì phải chạy theo chứ. Rồi, sao không có con zombie sau trong này nhỉ. Đấy. Ơ kìa. Đây rồi. Rõ ràng nghe tiếng chân. Thế đấy nào, không thấy người. Úi dồi ôi, bạn để mình lên được đây thì khó lắm. Vâng, lên đây. Úi dồi ôi. Ơ, ơ kìa. Tính bắn nó còn một tí máu. Thế đấy nào giết luôn nhở. Vô lý. Nhìn gì. Nhìn gì, ô tờ xong mất giáp rồi. Có lỡ này. Á đồ. Làm gì căng vậy. Úi dồi ôi, đông thế. Có thể ít hơn được không? Chạy thôi. Làm gì mà căng vậy. Mọi người ta có la liếm một tí thôi đã thiết chết người ta rồi. Chúng mày bới hết vào đây. Tao lại dã đạn vào mặt chúng mày luôn. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Hết hồn. Hết hồn. Nhắm lên được không vậy? Nhắm được lên không? Nhắm lên được không? Úi dồi hết hồn. Vâng, nhiều quả nó thất thần ghê á. Ủa, có mỗi thằng bên kia không cào cứ để mình hiếp là sao nhở? Chỗ mình dễ lên lắm sao? Úi dồi. Cứ trâu đi. Vâng, đạn tao lại ít quá. Chạy thôi. Ép tận hai bên rồi, không sống được. Và chúng ta sẽ lên thủ ở trên này để đợi hết giờ. Úi dồi ôi, bọn này nó quyết tâm hiếp chết mình nha mạng. Trong khi cái thằng thẩm du bên kia nó không thèm động đến. Úi dồi ôi. Làm gì mà căng vậy.
Vâng, bạn ăn được mình chắc. Úi rồi ôi. Ok, win rồi. Cầm cái khẩu này nhiều dơ bay nó xả nó sướng lắm anh em ạ. Nhất là đứng những cái chỗ như là thùng hàng. Bây giờ cái tơ nó có bật chức năng đặc biệt đi chăng nữa thì nó cũng không lên được đâu. Nó gắt lắm. Tại vì 3 năm viên thì nó sấy không thể di chuyển được luôn. Ok, parkour không. Rồi, lưỡi hái kìa, chạy đi bạn ơi. Và mình nhìn thấy cái lưỡi hái thì mình thấy nó không không được bình thường rồi. Chạy thôi. Ui dồi ôi, tơ gần chết rồi kìa. Ơ, vai, mình tính để nó lại đây để chém nó. Thế đấy là bắn luôn nhở. Úi, bạn giống non ơi. Đi đâu mà vội mà vàng. Mà vấp phải đá mà quàng phải tao. Thôi xong rồi. Vào đây thì xác định rồi. Rồi. Ơ, ui dồi ôi, anh tơ ơi. Có thể chậm lại được không? Ủa, sao không lên luôn? Vâng, lung linh là phải lên luôn anh em ạ. Lùi lại làm cái gì? Rồi, bị nó sấy chết luôn rồi. Hay thế. Cái phòng này là ít dùm bài. Khốn nạn thế. Ok, chắc là phải đi nghịt cận chiến rồi. RBK VIP nhiều đạn như thế này mà đi nghịt cận chiến nó phí thế. Rồi, Thùy Dương. À, vâng, gái hay trai vậy? Còn mỗi thằng tia chớp đây thầy. Giết nó luôn đi. Ơ kìa. Cái đầu vọng nó đưa. Thế đấy nào, hai thằng đầu trâu mặt lợn ở phía sau nó cái ép được ấy nhở. Vô lý. Đây rồi. Từ từ thôi. Ơi rồi ôi, không lên đam luôn này. Bằng tốc độ bàn thờ ra đây. Rồi bây giờ nó spawn hồi sinh ra chỗ nào rồi ấy. Ok. Đây rồi. Không thể thoát được cái tầm mắt của Ân đâu. Gãy. Ok. Ui KS kìa. Nghĩ gì vậy? Hư cấu. KS thì đánh nào được với Ân vậy? Định mệnh đi phòng nào cũng ít zombie này. Thôi, hãy cho mình làm zombie đi. Thôi để mình hiếp bọn này cho xem. Dù mai đấy. Ui dồi ôi, cái đậu vọng nữa. Cho thật kìa. Vẫn nói đùa thôi mà. Làm gì căng vậy. Ok fine. Mình cho bọn này biết. Thẩm du là không được với Ân. Ui dồi ôi, còn có cái làn khói như này nữa. Ơ vâng, lại clear. Clear thôi. Ây da, thiệt là khó. Phần thẩm du nó khó quá đi hả. À, chạy à. Chạy à. Chạy cái gì. Còn thằng này nữa. Ôi, chết bà rồi. Sao ấn nút nhảy nó không nhảy nhở. Game ơi là game. Rồi, nó cào chết rồi. Phí thế. Quả đấy đáng nhẽ mình có thể sờ tay được vào người nó mà. Ok, fine. Các bạn thấy nhanh không ạ? Vào, phòng không có zombie. Còn bị hiếp SML. Thế chúng ta lên choảng một cái. Ơ, chạy à. Chạy này. Anh chạy này. Gãy luôn. Vâng, thà bạn nhảy luôn chứ bạn mà đứng lại thì cứ xác định là phải an phận lên TV nhìn thôi. Thôi từ từ thôi, đợi mình với. Chạy ở đây bạn ơi. Ui dồi ôi, lờn vờn với tơ thế kia thì phải gãy thôi. Cuộc tình dù đúng dù sai nhưng anh tơ nó lý thông kinh lắm. Bằng một phát thôi nó đau điếng hết cả người. Ok, lại không làm zombie rồi. Vâng, lại zombie chuẩn bị hình Summoner rồi. Kiểu gì cũng bị hình thôi. Bọn này chơi kỳ lắm anh em ạ. Làm zombie thì cứ thích AFK với lại đứng một chỗ thôi. Không chịu đi cào người. Giết bà luôn đi. Này chạy này. 3Z xuống đây cái đáng á. Nghĩ gì vậy. Ôi nhìn luôn. Ơ bạn đi bạn yếu đi. Ơ kìa. Cái thằng mặt lợn này. Vai. Ở mày được lắm. Thằng mất dạy.
ấy bắn không bắn, nó cứ la vào KS rồi không KS được là chạy. Chạy đâu, ui trời ơi, lượn đi đâu này, đảo, ui trời ơi, nghĩ gì đảo vậy, vẫn đảo với ân luôn, chất vãi xoài, cạn lời. Lần đầu tiên trong lịch sử chơi zombie mình thấy nó nhấp nháy, nó đảo với mình đấy. Ê sau lưng ai, hey hey you, ui thôi xong rồi, ui đảo được luôn vãi. Phòng này toàn thánh đảo rồi anh em ạ. Ôi rồi xong rồi, ngu người. Đấy, chết là đúng thôi. Làm đéo ai cover. Bây giờ sẽ là ăn đao của mình như này. Nãy kia cái hàng của mình phải không? Khai mau. Thằng này cái hàng. KS hàng này. Phải vỡ mồm ngay. Từ từ bạn ơi. Làm gì căng vậy? La liếm tí thôi mà. Vâng, ăn được mình khó lắm. Ui rồi ôi. Ôi tôi xong rồi anh. Cứ tưởng nó chết cơ. Cái đấy nào. Tự dưng mất cái giáp vô lý. Này thì cố lại. Vai xoài. Bắn cái bóng của nó. Tầm này thì cân tất thôi. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Ok, 7 kill. Chắc là mình sẽ nghỉ clip tại đây. Các bạn xem thấy hay thì quên like và subscribe kênh của mình.